Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 19 giờ mỗi ngày. Bonsai Trường Thi lên video để giao lưu cùng với tất cả quý anh em. Những chủng loại cây đa số là những dòng khai thác. Thì vẫn là những cái dòng cây quen thuộc quý anh em. Hải châu. Trước mắt quý anh em là một cây hải châu dáng đổ, một cây hải châu dáng thác đổ. Cây này thì rất là đẹp nha. Cây này cũng hàng siêu tầm. Bên em có điều kiện thì người ta sở hữu cây này chúng ta về nhà chơi. Rồi, bên em xem tổng thể cây. Xem tổng thể cây. Đây cũng là một cái dòng lá nhỏ mà cái dòng này nó trái nó chùm nhiều này. Dòng này ra trái chùm rất là đẹp nha. Cây có một cái thái độ rất là đẹp. Những cái cây mà tạo được ra một cái thái độ thì nó khó hơn là những cây chân trực của anh em. Nên khi mà giao lưu mua bán thì cái giá hàng thác đổ thì bao giờ nó cũng cao giá hơn. Cây rất là đẹp. Rồi, đối với sàn thi đo một vài thông số cho quý anh em tham khảo nha. Cái hoành đế cây này là 40 nha. Hoành đế là 40. Hoành thân là 18 nha. Thân là 18. Đo theo cái chiều đổ theo đường chim bay từ mũi cành đổ tới vị trí này là tâm chậu là 63 nha, 63. Chiều cao tổng chiều từ cành trực tới cành đổ là 75. 75. Phủ tán theo chiều ngang. Phủ tán chiều ngang là 45. 45. Cây tổng chiều cao của chậu là 32. Tổng luôn phần cây là 53. 53, ở đây là 53. Chậu lục giác. Kích thước là 28. Một cái cây rất là đẹp. Rồi, quay gần hơn cho quý anh em xem thêm. Những cây này thì nó cũng tương đối nhiều tiền, cho nên là quay kỹ hơn cho anh em xem. Rất là đẹp nha. Một cây giang độ. Đây là phần chân đế này. Đây là phần thân của cây này, rất là lớn nha. Đấy, bên em xem có nhiều cái đường coi lát nha, lát qua đây. Những cái những một số lũa như bên đây, một số lũa lũa rừng thì nó cũng không có vấn đề gì nha. Hàng khai thác thì đương nhiên là ta phải có những cái phần lũa rừng. Đấy, những cái phần lũa đó thì nó giá trị cây, thể hiện cái độ già của cây. Quý anh em xem. Đây nó có một cái phần cò đây rất là đẹp này. Đấy, cò rất là đẹp. Cò đây là bằng 90 độ nha. Đây là khá là ok. Đây có một cái xíu xíu lũa này. Đây từ đây lên nè, nó quất cái phần cò xuống này. Nó rất là đẹp, rất là tự nhiên. Đấy. Cái này cũng siêu tầm nha quý anh em, cái này cũng hàng siêu tầm được. Ta nuôi cái phần chi cành, chi dâm. Ta nuôi kỹ hơn 1 đến 2 năm nữa thì rất là giá trị. Cái cốt đực, cái cốt mà nó đổ như những cốt nó đổ như thế này thì nó cũng khá tiền. Rất là đẹp.
Rồi, cây hải châu này thì bonsai Trường Thi giao lưu với anh em giá là 6.700.000, 6.700.000. Quý anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp cho bonsai Trường Thi. Số điện thoại bonsai Trường Thi luôn để trên màn hình. Kính mời quý anh em nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông và đón xem video phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày. Rồi xin cảm ơn quý anh em và chúc quý anh em có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và xin chào.